Quá tiếc cho tài năng U20 từng lọt mắt xanh ông Park. Trong danh sách đội tuyển Việt Nam vừa được công bố, cái tên Khuất Văn Khang được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất đến từ quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và nếu Khuất Văn Khang góp mặt thì Nguyễn Văn Trường chắc hẳn cũng xứng đáng để được vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đặt niềm tin. Tiếc rằng, tiền vệ tài năng của U20 Việt Nam chưa bình phục chấn thương. Khuất Văn Khang cùng Nguyễn Văn Trường là hai cầu thủ hiếm hoi thuộc lứa U19. Được huấn luyện viên Gong Okyun chọn mặt gửi vàng cùng U23 Việt Nam chinh chiến ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đội trưởng Văn Khang, Văn Trường cũng được xem là nhân tố quan trọng nhất trong thành phần của U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á, tiếp đó là U19 Quốc tế Thanh niên 2022. Thậm chí, nhiều khi vai trò của tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội trở nên nổi bật hơn hẳn trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Văn Trường và Văn Khang vốn dĩ là bộ đôi rất ăn ý của đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy nhiên, khi phải giữ lại một người để cầm trịch lối chơi, kiểm soát thế trận, ông Nam đã chọn Nguyễn Văn Trường. Điều này được thể hiện rõ qua giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022 tại Bình Dương. Giải đấu được xem là đợt cử rượt quan trọng để hướng đến vòng loại U20 châu Á 2023. Thậm chí, khi dự khán trong một trận đấu của U19 Việt Nam trên sân Bình Dương, huấn luyện viên Park đã để mắt Văn Trường. Tuy nhiên, khi tiền vệ sinh năm 2003 đang có phong độ cực tốt thì chuyện xui rủi đã xảy đến với anh. Văn Trường dính chấn thương trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Thái Lan. Tiền vệ 19 tuổi va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và phải rời sân bằng cáng vì chấn thương cổ chân khá nghiêm trọng. Chính huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau đó cũng thừa nhận rằng thế trận kiểm soát và sức tấn công của U19 Việt Nam đã suy giảm đáng kể từ lúc Văn Trường rời sân. Mặc dù ngay sau đó, ông Nam đã tung hai trụ cột là Khuất Văn Khang và Nguyễn Quốc Việt từ băng ghế dự bị vào sân để khỏa lấp khoảng trống. Trong ngày U19 Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch giải U19 quốc tế, hình ảnh Văn Trường với cái chân bó bột và chống nạng đến sân xem đồng đội thi đấu được xem là hình ảnh buồn nhất. Còn khoảnh khắc các đồng đội dìu Văn Trường đi đầu để lên bục nhận huy chương là khoảnh khắc xúc động nhất đêm chung kết. Tiếc cho U20 Việt Nam khi Văn Trường không thể kịp hồi phục chấn thương để cùng đội dự vòng loại U20 châu Á. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam mất sự phục vụ của một tiền vệ tài năng. Càng tiếc hơn cho Văn Trường khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển Việt Nam, nhưng lại đúng thời điểm tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội chưa kịp bình phục chấn thương. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!